Dạ em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị em. Cát Tường ạ. Dạ em chào tất cả mọi người. Em tên là Đồng Hà My. Dạ năm nay em 26 tuổi. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Hiện tại thì em đang làm kế toán. Quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả My? Dạ em sinh ra ở Hà Nội. Rồi, mời bạn trai. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Em là Mai Hoàng Phúc, sinh năm 1995, nghề nghiệp kỹ sư môi trường, sinh sống và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang công tác tại trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 95 hả? Dạ. My sinh năm nhiêu? Dạ 92 ạ. 92. Ồ, lớn hơn bạn Nam 3 tuổi. Được dạ không My? Dạ cũng được. Cũng được hả? Có dạ ngại gì không? À dạ em vô tư ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ nói điểm yếu trước nha chị. Dạ em biết nấu ăn nhưng mà em nấu cũng không có được ngon lắm, nấu ăn mà không chết thôi. Về ăn mà không chết. Không sao đâu, để mình nấu ăn cho bạn ăn. Với lại em thì hơi nóng tính. Em thì cũng hay hay chơi thể thao. Cái gì đâu mà nóng tính rồi chơi thể thao. Chơi thể thao môn gì? Em chơi mỗi thứ một chút. Em cũng có tập võ. Trời ơi, trời ơi. Dạ, bây giờ nguy hiểm lắm anh. Còn em biết chơi thể thao gì không em? Em biết là đá banh, tennis. À, hồi đó có học taekwondo nhưng mà bỏ rồi. Có nóng tính không? Không, em hiền lắm. Dịu dàng không? Chắc không đâu. Em có những cái khuyết điểm, ưu điểm gì? Khuyết điểm của em thì em học bơi 5 năm không biết bơi. Đúng rồi. Học bơi 5 năm không biết bơi. Em bơi sao nổi? Em lặn thôi. Lặn thì được. Em học kiểu gì, người ta con nít học 3 tháng nó biết bơi rồi mà em học 5 năm mà em bơi không được. Em không biết nữa chứ em đăng ký hoài, thầy giáo chê rồi thôi nói bỏ tay. Rồi không biết bơi gì nữa. Tính em thì có hơi ghen và hơi ghim. Coi như thấy người đó xấu là nói xấu mình ghim chừng nào cá thù được. Không phải vậy mà người ta không tốt với mình thì mình cũng không thích nói chuyện người ta vậy. Thì đúng rồi, người ta không tốt mình nói chuyện người ta chi. Còn gì nữa không? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Có khi nào em quen bạn gái em giận bạn gái em ghim em không nói gì luôn không? Nếu như mà quen bạn gái thì đương nhiên là bạn gái giận thì em phải cố làm cách nào mà cho bạn gái hết giận. Tôi thấy tính cách bên kia ngược với bên đây rồi đó nha. Bình thường á, những lúc mà không có chuyện gì xảy ra thì em cũng hiền lắm. Dạ em cũng không có thích bắt nạt người khác. Em học võ nhưng mà em không có đánh người. Nhưng mà tới lúc có chuyện xảy ra là quất luôn. Mà dạ em không có đánh lại bên đây đâu mà lo, có học võ đánh không lại đâu. Bây giờ em nói lớn lên đi cho bạn nữ nghe nè, mình có tật xấu gì không? Em thì không có nhưng mà người ta thường nhận xét em á. Nhận xét sao? Là 4D. 4D? 4D nãy giờ tôi nghe 3D luôn. 4D 3D khác nha. 4 có 3D không? Không. 4D là sao? Người ta nói em hay gian dâm với dê và có xíu hơi đểu. Gian dâm dê đểu. Trời đất cơ, sao nó hội tụ dữ vậy? Nhưng mà sao người ta nói mình vậy? Thì người ta nhìn mặt bắt hình dong thôi. 4D ha. Trời ơi, mới nghe luôn á. Rồi tình trường sao em? Dạ em chưa yêu bao giờ. Chưa yêu bao giờ? Dạ. Lý do sao giờ này vẫn chưa có mối tình nào? Dạ cái nguyên nhân mà cốt yếu á là tại vì em tự ti về ngoại hình của mình. Mình vừa xấu, vừa đen, vừa lùn. Vòng số đo 3 vòng thì không chuẩn rồi. Số em... đo 3 vòng không chuẩn luôn hả? Dạ giống như kiểu là ngực thì lép, eo hỉnh mì, rồi mông thì dẹp đó anh. Trời đất ơi, đâu đến nỗi dữ vậy trời. Sự thật luôn hả? Làm gì em tả gì lép xẹp vậy? Ngực lép không quan trọng bởi vì bưởi thì tương lai cũng sẽ thành bước thôi, còn chỉ có bức tường là trượt là vĩnh cửu. Ủa làm sao nó lại nghe câu đó coi? Cái gì giờ một sao nó lại nghe coi? Bưởi thì tương lai cũng sẽ thành bước thôi làm còn... sao? Nó khó hiểu quá. Bưởi là bưởi, mướp là mướp chứ sao nó liên quan gì nhau? Sao bưởi thì thành gì? Bưởi thì sao? Còn một bữa thì sao? Thì bữa tương lai thành bướm. Rồi sao nữa? Bức tường là vĩnh cửu. Bức tường là vĩnh cửu phải không? Thì mình ngủ mình nằm sắp đi rồi mình thấy bức tường không? Trời ơi, rành quá ha. Mấy mối tình rồi? Em từ đó tới giờ 2 mối tình. Trước giờ là ăn bữa hay là ăn bức tường? Bữa cũng có, bức tường cũng có. Thấy mướp chưa? Chưa. Mới 23 tuổi sao thấy mướp được? Thì nào mới có mướp. Vậy là đã từng ăn hết rồi ạ? À? Kìa, đó, bạn gái hỏi kìa. Bụi cũng ăn rồi luôn hả? Không có bạn ơi. Bạn hỏi tại, khó. Tại hồi nãy mình nghe bạn nói là bụi cũng ăn rồi mà tường cũng ăn rồi. Ý mình là cái vóc dáng á, bạn nữ hai mối tình của mình là dạng
mướp cũng có mà dạng tường cũng có. Ờ dạ, dạ, dạng bưởi cũng có mà dạng tường cũng có. Chứ không có. Ủa sao đây nói chuyện trái cây không người ta? Là hai mối tình đó hả? Và lý do sao chia tay? Ừ, chị không mối tình nào. Thì mối tình nào mà em thấy sâu đậm nhất á? Bưởi hay là mướp gì đó, là tường gì đó? Mối tình sâu đậm nhất thì một năm. Lý do chia tay là tại thằng bạn em nó cướp. 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 Cái bữa sinh nhật đó thì em không có dự được, em không có tổ chức được. Thì em mới nhờ thằng bạn em nó tổ chức. Nhưng mà nó không lấy danh nghĩa em mà nó lấy danh nghĩa nó. Đúng luôn, thì nuôi ông ta nó mà. Chăm sóc luôn à, nó sinh nhật luôn. Bạn gái mình mà mình không đi tổ chức, mình đi nhờ thằng bạn tổ chức. Tại bữa đó là thi cuối kỳ, thi thì cuối tổ kỳ chức. Thì bây giờ em bận, em nói bạn gái em mà đợi anh thi xong về mình tổ chức. Hoặc em tổ chức trước khi em đi thi. Ai đâu rảnh quá, thời khắc quan trọng mà nhờ thằng bạn vô hốt ổ giùm. Là em ghim luôn thằng bạn đó tới giờ luôn đó, đúng không? À, dạ đúng rồi. Đó là mối tình đó hả? Rồi ôm hận bao lâu? Cũng lâu rồi. Rồi bây giờ là thí dụ như bây giờ em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao ráo cũng được. Cao ráo à, được. Lùn hay ốm gì mập cũng được. Em không quan trọng. Quan trọng là chân thành. Lùn ốm gì cũng được hả? Miễn trái cây tốt được hả? Thường cũng được mà đâu cần trái cây đâu anh. Cái điều em ghét nhất ở người bạn gái là cái gì? Không thích nhất đó là bạn gái dữ. Mối tình sâu đậm của em á, quen năm trời có làm gì thì ôm hôn hết nắm tay. Em có men không? Chị kiểm tra không? Trời, chị kiểm tra chị, trời chị kiểm tra không? Chị hỏi để chị biết, chị giới thiệu cho bạn gái thôi. Chị kiểm tra em chi? Em đâu có thích mướp. Men. Men, chắc không? Dạ. Sao tay con trai gì đâu mà nhỏ xíu vậy, rồi đeo nhẫn đồ vô chi nữa vậy? Sao đeo nhẫn ở ngón cái chi vậy? Tay giống tay gái quá à. Dạ đúng rồi, ai cũng nói đó. Thế hả? Đeo nhẫn ha, mặc áo cam ha, tẩm hường ha. Ăn nói gì nhẹ nhàng quá. Thiền mà. Phải không? Sao tôi nghi lắm đó ông ơi. Trời ơi, chúc em qua em coi, em coi em kiểm tra nha em. Dạ. Nha, chứ chị thấy cũng hơi hoang mang rồi đó. Em á là em muốn lấy vợ liền không? Em có một cái học bổng đi du học nước ngoài. Đi học mấy năm? Nói lớn lớn bên đây nghe chứ coi, nói nhỏ nhẹ quá. Em có học bổng đi du học nước ngoài, học ở bên bển 4 năm là ra tiến sĩ, học ở Hàn Quốc. Dự định của em á là cưới và đem bản qua Hàn Quốc luôn, sống chung luôn à, định cư ở Hàn Quốc. Tức là cưới trước khi đi học tiến sĩ. Dạ đúng rồi. Tốt. Sao bạn gái, ý bằng sao? Nếu như mà hợp thì em sao cũng được hết. Mấy chuyện này em dễ dãi lắm anh. Mấy chuyện đó dễ dãi lắm hả? Em tưởng tượng cái người bạn đời của em sẽ là người như thế nào? Hồi đó em tưởng tượng á là bạn nam mà trước tiên là phải cao. Dạ hồi đó tiêu chuẩn của em là phải cao hơn anh em lận à, anh em 1m87 á. Trời đất ơi, hai đầu cao dữ vậy. Dạ nhưng mà tại em nghĩ là em thấy thôi bây giờ mình tại tiêu chuẩn mình cao quá, em hạ xuống cỡ 1m7 đã được rồi. Tướng ngồi đậm đà một chút, tướng đứng phải thẳng. Dạ à, da ngăm đen, cười cười có duyên ạ, hơi có má lúm một xíu, hoặc là có râu quai nón, nhưng mà râu cỡ 3 cm là được rồi, đừng có dài quá. Râu quá hả? Râu dạ, cỡ 3 cm hả? Dạ. Phải có râu quai nón nữa hả? Mới cạo rồi. Không có mọc đâu mà cạo thôi. Bây giờ cả thì thấy mình gì có dính vậy chứ. Có 4D không? Cái mà bạn nói hồi nãy là người ta nhìn ngoài, người ta bắt hình rong thôi. Đâm ra bạn mới ế thì em cũng vậy. Người ta cũng nhìn bề ngoài của em á. Người ta cảm thấy ừ bé này nó dữ lắm. Vậy đó anh. Thôi nãy giờ dở các bạn thôi chứ thật sự thấy bên đây một chàng trai cũng rất là dễ thương. Dạ. Mà hay nhất á là cưới vợ rồi đưa vợ qua bên Hàn Quốc đi trong học tiến sĩ luôn. Một cô gái bên đây cũng rất là dễ thương. Rồi, bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân xong hai bên gặp nhau luôn nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ em với lại bạn ạ. À. Rồi chào cô. Xin chào anh Quyền Linh, cô Cát Tường. Chào khán giả. Tôi là mẹ của cháu Hà My. Thực ra mà nói thì cháu ở nhà thì nói chung là ví dụ như cái gì không đúng là cô có vẻ như là cô ấy nóng tính, cái là cô ấy phản bác ngay. Cô thấy rể tương lai của cô được không cô? Nói về cháu nó đây thì nói chung là tôi cũng thấy là hiền. Tính cách thì nói chung là tôi cũng thấy cũng rất là hợp với gia đình nhà tôi. Ý kiến của các cháu như thế nào thì đó là ở quyền các cháu là chính. Em đi với ai? Em đi với em của em. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và toàn thể khán giả đây cũng như là gia đình của bên chị gái. Lúc đầu em vô thì em thấy chị cao là rất là xinh nữa. Chị tập võ, chị giống em. Em cũng có tập võ. Có gì về chị em mình tập chung. Có đồng minh rồi ha. Dạ. Chết rồi. Anh hai em thì đôi lúc thì có vẻ hơi con nít, nhưng mà thật sự là rất là biết quan tâm tới người khác. Nếu mà chị là người biết lắng nghe thì
em nghĩ là sẽ hợp với anh hai em. Anh hai em thì cũng rất là thích thú cưng. Hiện giờ là có nuôi một bé tên là bé Su mà anh hai em thương lắm. Anh hai em thương đến nỗi mà nhiều khi em tưởng là Su là em gái còn hơn là cả em nữa, chị hiểu không? Có hay ngủ chung với bé Su không? Hả? Nó tự ngủ với mình bạn ơi. Ôi trời, chị mà gặp bé Su một cái là chắc chị phải ghen với bé Su luôn á. Bé Su được cưng dữ lắm. Không, có khi mình thích á, sau này mình cưng nó mình bạn ấy phải ghen lại á. Lúc mà anh hai em đến đây thì em cũng hy vọng là anh hai em và chị có cho nhau những cơ hội làm quen, tìm hiểu nhau. Em cảm ơn chị và cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, Su nào vậy? Su là một con chó giống poodle màu đen. Thôi được rồi, hiểu rồi, tưởng đâu. Em không phải người. Em thích chơi thú lắm hả? Cũng thích chơi chó mèo luôn hả? Dạ thích nuôi chó có mèo. Có chơi thú nhúng không? Thú nhúng, thú nào nhúng được anh? Không biết thú nhúng hả? Trời đất ơi. Rồi bây giờ kéo rào. Kéo rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Đó, hai bên kêu thú nhúng thú gì đó, nói chuyện đi. Cảm ơn. Để mình ngắm bạn xíu xem đã. Cũng có những điểm giống với mình mô tả đó chứ. Ở nhà bạn biết nấu cơm nhưng mà có hay nấu cơm cho ba mẹ ăn không? Những lúc cuối tuần thì tự tay làm mấy món ăn. Anh em nhưng mà bình thường bình thường anh đi làm thì mấy giờ về? Thường mình phải tăng ca đến 7-8 giờ. Một tuần chắc cỡ 2-3 buổi. Em biểu diễn võ thuật cho anh coi, anh nể coi. Em xin phép cởi giày ra xíu ạ. Làm cho đàn trai nể cái coi. Vô mặt. Ghê ghê ha. Bạn Nam cảm nhận sao? Chị là dễ thương, đẹp, cao, có tự tin, có duyên. À, chị à. Gì vậy? Không gọi bạn cũng được. Chị đâu đây vậy trời? Không, chị trước đi rồi đó hồi. Chị, anh yêu em. Bình thường ở nhà rảnh bạn làm gì? Coi phim hoạt hình. Phim hoạt hình hả? Được. Ở nhà mình cũng hay coi phim hoạt hình đó. Mình thích nhất phim Pokemon. Sắp tới rồi. Có phim Pikachu gì đó. Đúng rồi. Đang tính kiếm người đi chung. Bình thường ở nhà thì giờ mình cũng có chơi game á. Không biết bạn có chơi game không hả? Bạn đánh Liên Quân hay là... Mấy cái đó mình chơi hết á. Ủa sao tới đây nói chuyện ăn chơi không vậy? Người ta vô chuyện tình yêu đàng hoàng. Bây giờ mình cảm nhận thế nào? Rồi á, mình coi hẹn họ đâu, em rảnh mấy giờ, em thích cái gì. Tự nhiên rủ đi chơi game, rồi Doraemon, tùm lum la. Dạ, cái đó là hoạch định hẹn hò sắp tới đó anh. Binh hả? Mới vô binh hả? Ông kia chủ động lên coi, men lên coi. Làm gì ông xỉu luôn hay sao? Cái cây xương rồng mà mình tặng cho bạn á, thật ra nó cũng thể hiện một phần tính cách của con người mình. Trong cứng... ngoài cứng trong mềm đúng không? Thật ra là ngoài bề ngoài xấu xí, gai góc, nhưng mà bên trong thì nó mọng nước. Thật ra em run, không biết nói gì. Chứ tình yêu đến từ ánh mắt thì. Trời ơi, em thích làm gì? Em thích gì đâu? Em thích cái sự lãng mạn khi tổ chức sinh nhật hay không? Mình thường hay nếu rảnh thì đi cà mình đi cà phê hay là đi đi xem phim để hẹn hò. Thì bạn bên ấy có chịu không? Thì mấy chuyện này mình dễ dãi lắm. Tới sinh nhật của mình á, nếu như mà bạn bận quá, bạn có thể nói hôm đó mình bận, mình không tổ chức được, không sao hết. Không có cần nhờ thằng bạn đâu. Đúng rồi, đừng có nhờ người nọ người kia. Hay là bận quá mà không nhắn tin được là anh yêu em gì mà nhờ bạn nhắn tin giùm, là cái đó không được nha. Không, cái đó tự nhiên mình phải nhắn rồi chứ. Bị lận ghim rồi làm. Tương lai bạn có chịu xuất ngoại cùng với mình hay không? Mình chưa từng tiếp xúc với tiếng Hàn. Thật ra là chỉ cần tiếng Anh. Mình qua bển trước cỡ nửa năm, mình ổn định rồi mình sẽ đem bạn qua luôn.
Sarangnge. Bây giờ nói sao cho người ta mới đi theo chứ trời ơi, bây giờ phải tỏ tình. Bạn biết tiếng Hàn đúng không? Tiếng Anh. Tiếng Anh thì biết nhiều hơn. Rung quá nói tiếng Việt không được, nói tiếng Anh đi. Cắn lưỡi luôn à. Giờ thật ra thì giờ tim mình nó đang đập luôn rất là nhanh. Không biết nói gì. Em thấy cô gái trước mặt em nó quan trọng thế nào với em? Đúng hình mẫu lý tưởng lúc mình muốn lên đây. À đúng hình mẫu lý tưởng. Bây giờ thật sự trong con tim mình nó có thay đổi điều gì chưa? Thì nãy giờ đang đập chứ đâu có ngừng đập đâu chị. Nó đập có thay đổi khác thường không? Có. Nó rộn ràng. Nó rộn ràng đúng không? Thật sự em có thích cái người đối diện không? Có. Có. Thích nhiều. Thích nhiều luôn. Nãy giờ bẻ một gãi cái tay rồi ha. Em nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Hứa thì em không hứa, nhưng mà em muốn cuộc tình này chúng ta có thể kéo dài hết sức có thể. Mình cần một sự tin tưởng. Có những hành động mình làm có thể bạn không hiểu. Không hiểu thì cứ hỏi, chứ đừng hiểu sai. Tin tưởng thì chắc chắn tin tưởng 100%. Thì nếu khi đã yêu. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi em. Bây giờ quyền quyết định của các bạn. Chúng ta bấm vì trái tim của mình nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Bấm tay. Mới đếm tới 2, hai đứa bấm hết trơn vậy? Thì tim bảo thì bấm thôi. Đây và nói cái gì với mẹ của bạn đi. Nếu mà được tương lai mà như ổn thì con sẽ xin phép dẫn em ấy qua Hàn Quốc chung với con. Con nhớ tên em ấy không? Tên gì? Tên My. Hỏi đi. Tên My. Biết mà. Biết mà. Xạo dễ sợ. Ồ, xạo cháu trợ. Xin mẹ hôn em một cái đi. À, con xin phép gia đình cho con hôn My. Chưa hỏi, chưa có gật đầu chứ. Làm nhanh vậy. Hỏi lại coi. Hả? Má hay bác? Tính kêu má nữa. Trời ơi, mạnh mẽ lên. Má có thể cho con hôn mi được. Thôi ơi, má lại hôn mi được đâu. Được đó má. Gật đầu đi con. Tôi cũng nhất trí cho các cháu hẹn hò. Nhất trí. Đó là vậy thôi. Trời ơi, hai đứa có duyên nhau lắm.